Về nước giả làm phục vụ và phản ứng của gia đình Kiều. Ủa alo, 5 giờ sáng giờ Nhật Bản xuất phát ra sân bay. Đường về quê càng xa. Đã làm thủ tục check-in xong, giờ lên máy bay thôi. Đây là toilet trên máy bay, còn đây là phần cơm mình đặt trước. Sau gần 4 tiếng rưỡi đồng hồ trên máy bay đã đến địa phận của Việt Nam tỉnh Bình Thuận và chuẩn bị hạ cánh. Đã hạ cánh an toàn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này mình đang núp trong bếp của nhà hàng và được các bạn nhân viên hỗ trợ. Gia đình mình thì đang bên ngoài loay hoay chỗ ngồi vẫn chưa biết chuyện gì sắp diễn ra, hè hè hè. Hồi hộp quá trời quá đất. Bưng món ra lần một, không ai nhận ra, ba mình còn nhờ mình tắt dùm cây quạt gió. Bưng món ra lần hai cũng không ai nhận ra. Lần ba cũng vậy. Lần này quyết định lộ diện, bưng ra xong lên bàn ngồi ăn luôn. Mình trèo lên bàn ngồi chung gia đình mình Kiều. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Và khoảnh khắc vỡ òa. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thấy cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngỡ sẽ gánh thấy mẹ một chút vấn vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Mẹ ơi, cha ơi, Tết năm nay